Em thách anh vẽ anh vịt, anh mà vẽ được em kêu cả trái đất đăng ký cho anh luôn. Ok em nhớ nha, bây giờ anh vẽ đây. Mr. Vịt là một YouTuber nổi tiếng trong cộng đồng game thủ MiniWorld và Minecraft. Kênh YouTuber của anh đạt gần 3 triệu người theo dõi. Mr. Vịt có một quá khứ rất là nghèo khó. Anh chia sẻ nhà mình thuộc dạng nghèo cho đến rất nghèo, cha mình làm thợ sửa xe đạp trong khi mẹ mình là công nhân môi trường quét rác. Vì vậy thu nhập của gia đình hàng tháng không đủ để chi tiêu nuôi các con ăn học. Do gia đình không có điều kiện nên mình đã tự nhủ rằng sẽ đi làm để đỡ đần cha mẹ. Anh từng làm rất nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và giờ đây anh đã trở thành YouTuber nổi tiếng. Bạn nào là fan của Mr. Vịt thì để lại bình luận phía dưới nhé.